yếu đuối nó không phải là một điều xấu, nó cũng là một điều tốt. Nhất là khi mình là phụ nữ nữa. Và khi mình biết chia sẻ cái sự yếu đuối đó của mình với những người khác sẽ chăm sóc cho mình nhiều hơn. Mình có nghĩ mình là một người rất là cầu toàn trong công việc không? Nếu mà em không cầu toàn thì đôi khi bây giờ em chưa làm được những điều em mong muốn đâu. Được một cái là em được lựa chọn em thích cái gì. Và khi em nói ra thì ekip mình cũng rất là hiểu. Nên là ít khi nào mà em cảm thấy rằng là mình phải đạt một cái điều gì đó để mình chứng tỏ rằng mình là ai đó. Em chỉ muốn là chính bản thân của mình. Lúc mà em nhận cái kịch bản này có một cái chút đắn đo nào trong em không? Cái điểm đầu tiên mà làm em rất là vui khi mà được tham gia dự án đó chính là được làm việc với anh Victor Vũ. Hoàn toàn bất ngờ nha. Hoàn toàn bất ngờ nha. Không tin được là mình đóng một bộ phim cổ trang luôn. Thì cái thử thách lớn nhất của em khi em vào qua một cô gái như thế là mình chưa bao giờ thật sự mình hiểu á. Nhưng bây giờ em hiểu và em trân trọng những gì mà bà em với mẹ em cho gia đình của mình á. Hy sinh tất cả, đôi khi còn đánh đổi cả hạnh phúc. Và em cũng biết ơn Mỡ Linh rất là nhiều. Vì Mỡ Linh giúp em bỏ đi những cái cảm xúc mà em đã kìm nén ở bên trong rất là lâu. Wow, người phụ nữ Việt Nam mình mạnh mẽ quá. Mọi người sẽ thường tìm kiếm những cái gương mặt có ngoại hình. Thì đâu đấy em có nghĩ rằng là nó sẽ hơi thiếu đi một chút cái sự đa dạng ở trên màn ảnh không? Nó là một cái vấn đề chắc chắn những nhà sản xuất sẽ đắn đo suy nghĩ. Nhưng nó chưa bao giờ là cái tiêu chí quyết định thôi. Bản thân của mình cũng phải tự tin vào chính những gì mình có thể chia sẻ cho họ được trước. Cái quan trọng thứ hai nữa là khi mà làm việc, mọi người phải hiểu rằng là mình đang làm việc trong một tập thể. Chứ ở đây không ai làm việc vì bạn hết. Nhưng mà đi chơi là đi chơi, đi làm là đi làm, phân chia thời gian rõ ràng thì nó mới có cái sự cân bằng. Và khi mà mình có sự cân bằng thì mình mới có thể đồng hành được bất cứ điều gì lâu dài được.